Trong video này, ta đang được xem cặp rắn cạp nia đang trong quá trình giao phối. Trong thế giới loài rắn, cảnh giao phối là một biểu hiện đầy sự kỳ diệu và đáng ngạc nhiên. Khi đến mùa giao phối, con rắn đực và con rắn cái của cùng một loài tìm kiếm nhau bằng cách phát ra âm thanh, cử động cơ thể và pheromone độc đáo. Chúng thường theo sát bên nhau, cùng di chuyển, va chạm, dựng đứng phần trước cơ thể lên hoặc cuốn lấy nhau. Các con rắn thể hiện sự đa dạng trong nghi lễ và cơ chế giao phối như việc con cái sinh trưởng trong tử cung mẹ hoặc việc con được nạp dữ liệu gen bằng cách đặt cơ quan sinh dục vào cơ quan sinh dục cái. Khi giao phối, rắn cái nâng đuôi lên để rắn được áp huyệt vào huyệt rắn cái, đôi cơ quan giao phối từ hai bên huyệt của rắn được lộn ra ngoài với nhiều mấu gai để giữ chặt rắn cái, tinh trùng từ rắn được qua huyệt vào ống dẫn trứng của rắn cái. Thời gian giao phối kéo dài trong nhiều giờ, cảnh giao phối rắn không chỉ là một khía cạnh quan trọng của sinh trưởng của loài, mà còn là một phần của sự đa dạng sinh học và sự thú vị của thế giới tự nhiên